Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc vô lượng hữu tình. Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại Bồ Tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo, tu hành pháp môn đả la ni, pháp môn tam ma địa. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc vô lượng hữu tình bí xô nên biết công đức trí tọa của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo mà tu hành quán duyên tánh duyên khởi. vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại bồ tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện, thiện xảo mà nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình vì sao vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lợi lạc vô lượng hữu tình Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại Bồ Tát nào mà xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo mà tu các hạnh đại Bồ Tát và tu quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc vô lượng hữu tình. Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy cũng hơn đại Bồ Tát nào, xa lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo mà tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc vô lượng hữu tình. Lại nữa, bí xô nên biết thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, tức là Đại Bồ Tát. Bí xô nên biết Đại Bồ Tát ấy như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên tất cả trời người A Tố Lạc vân vân và các thanh văn độc giác Bồ Tát chẳng hơn được. Bí xô nên biết Đại Bồ Tát ấy như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên có khả năng tiếp nối giống Phật không để đoạn tuyệt. Bí xô nên biết Đại Bồ Tát ấy như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên thường chẳng xa lìa thiện hữu tốt nhất là Bồ Tát và Như Lai ứng tránh đẳng giác. Bí Xô nên biết Đại Bồ Tát ấy như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên chẳng bao lâu sẽ ngồi tòa bồ đề mầu nhiệm hàng phục quân ma chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chuyển pháp luân nhiệm màu cứu nỗi khổ sanh tử to lớn của hữu tình bí xô nên biết đại bồ tát ấy như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên thường học pháp nên học của các chúng đại bồ tát chẳng học hạnh mà thanh văn và độc giác phải học